Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Pechanga Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Gìn giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi, 714-530-2006. Simon Nguyễn, giúp giảm nợ tín dụng tới 75%, trả thẳng chủ nợ không qua trung gian văn phòng dịch vụ. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong chương trình ngày thứ ba hôm nay 16 tháng 8 năm 2016. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chúc quý vị một ngày làm việc thật là vui, mặc dù miền Nam California trời nóng quá đi, vẫn khoảng cả trăm độ phải không Thảo Yên? Vâng thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay actually thời tiết có giảm một chút xíu, mát mẻ hơn tí tí. Một chút xíu mà thôi. Xuống được khoảng từ 5 đến 7 độ thôi anh. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngay tại giờ phút này thì Westminster của chúng ta là 65 độ và lên cao nhất là khoảng 87 độ. Mát mẻ hơn ngày hôm qua rất là nhiều, hôm qua lên đến 90 mấy độ thưa quý vị. Và tại Anaheim thì ngày hôm nay vẫn sẽ lên đến 96, 97 độ thưa quý vị. Và khu vực Inland Empire chẳng hạn như là Riverside hay là Woodland Hills thì ngày hôm nay sẽ lên đến 106 độ lạnh thưa quý vị ơi. Và trong 5 ngày sắp đến thì khu vực Westminster Garden Road chúng ta thời tiết chỉ còn khoảng 85-86 độ, cũng không còn nóng lắm thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì mặt trời mọc lúc 6 giờ 15 phút sáng và mặt trời lặn lúc 7 giờ 36 phút. Và kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì cảnh sát đã vừa mới xác nhận là họ đã bắt được người đàn ông mà chịu trách nhiệm cho vụ cháy rừng tại Lower Lake thưa quý vị. Đây là hình ảnh của ông này. Ông này tên là Damon Anthony Pashuk và cảnh sát cho biết là ông này không những ổng cố tình phóng hỏa tại khu vực Lower Lake mà ổng còn chịu trách nhiệm cho 17 vụ khác trong vòng một năm qua. Và chỉ riêng vụ cháy rừng tại Lower Lake thì đã làm thiệt hại đến 10 triệu Mỹ Kim và khiến cho hàng trăm gia đình không còn chỗ để đi về. Trong khi đó, thưa quý khán thính giả, tình trạng lũ lụt ở Baton Rouge, Louisiana diễn biến ra sao? Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống, mặc dù có một vài nơi tạnh nhưng mà ảnh hưởng từ cơn mưa lớn nhất trong lịch sử của Louisiana. Chưa bao giờ một lượng nước mưa khổng lồ chỉ có vài ngày thôi mà mưa cứ liên tục chút xuống. Quý vị tưởng tượng xem, trung bình thì họ nói rằng chỉ vài inch nước mưa, nhưng mà đó là một lượng nước mưa của cả năm. Bây giờ chỉ trong vòng vài ngày mà nước mưa nó chút xuống tới 25 tới 30 inches, và một bờ đê của Louisiana đã bị vỡ, không chịu nổi sức ép của nước. Và khắp mọi nơi như quý vị đang nhìn thấy, tại những cái parish, là những cái địa phận, tại những cái địa phận này thì có thể nói rằng là ngập nước hết tất cả. Thiệt hại tài sản mà ngày hôm qua có tới hơn 20.000 người không thể ở trong nhà của họ được, phải đi lên những nơi cao giáo hơn. Hội Hồng Thập Tự, chính phủ đã thiết lập những khu vực cao để giúp đỡ những người nghèo, và đa số từ bang Louisiana rồi Mississippi toàn là dân nghèo không. Họ sống sát bờ biển nhưng mà khu vực này lại là khu vực thấp nhất, thể nói rằng trên 50 tiểu bang của nước Mỹ. Chính vì thế họ phải xây dựng một cái bờ đê, và trong năm 2005 khi cơn bão Katrina đã sập bờ đê, và một lần nữa ngày hôm nay không có cơn hurricane, một cái trận cuồng phong nào lớn, thế nhưng mưa không thôi cũng đủ gây ngập lụt.
Họ nói rằng bây giờ đó, cái tình trạng hâm nóng bầu khí quyển, mưa chỉ cần lớn vừa phải thôi là đủ ngập rồi. Rất nhiều người bây giờ đến độ đó là hãng bảo hiểm họ không muốn bán bảo hiểm cho các khu vực này nữa. Và nếu không mua bảo hiểm thì giá rất là cao, bao nhiêu ngàn đô la trong một năm. Chính vì thế mà chính phủ phải hỗ trợ. Bây giờ sau cái trận bão này thì chưa biết được cái tình trạng bảo hiểm hoặc là đền bù cho các căn nhà ở đây như thế nào. Một bên thì quý vị thấy mưa ngập, còn một bên á, thì cũng nhiều mưa, nhưng mà cái khu vực này nó cao hơn bên bờ, vì thế nó đỡ ngập hơn. Hàng chục ngàn người tối ngày hôm qua không có nhà để về. Hôm nay thì họ có thể một số đã được phép lũ lụt về rồi sau khi nước rút dần dần xuống. Nhưng mà về đến nhà thì quý vị sẽ thấy rằng trong vài ngày tới thì hai bên tường trong nhà của họ đó là bị ẩm mốc rồi. Cái chuyện đó là cái chuyện nguy hiểm nhất, dễ bị dị ứng nhất. Đó là tình trạng ở Louisiana, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để tường trình đến quý vị. Tuy nhiên, trở lại trong ngày hôm nay, một ngày thứ ba, hoạt động của thị trường tài chính diễn biến ra sao thưa quý vị? Ngày hôm qua thì Dow Jones lên mức kỷ lục, hôm nay thì giới đầu tư bán tháo cổ phiếu. Vâng, đây là tình trạng rất dễ hiểu, sau khi có một cái mức kỷ lục mới thì có rất nhiều người họ làm được tiền thì họ bán bớt các cổ phiếu và dẫn đến cái tình trạng bán tháo, và Dow Jones xuống 43 điểm. Mặc dù không có tin tức gì gọi là tệ hại cả, thưa quý vị. Nhìn quanh thì không thấy có một cái tin gì nó gọi là nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Hoa Kỳ và trên thế giới cả. Và khi mà giới đầu tư bán tháo cổ phiếu thì một số đi mua vàng và giúp cho giá vàng lên 5 đồng 20 sen một lượng vàng Tây, 1.352 đồng 70 sen. Giá dầu vẫn tiếp tục tăng, và nếu chiều hướng này tăng thì dầu có thể lên tới mức kỷ lục mới 50 đô la thưa quý vị, sau khi đã nhiều tháng liên tục ở mức 40 đồng. 45 đồng 95 sen đó là giá dầu ngày hôm nay. Nasdaq xuống 24 điểm 5.237. Đó là tình hình tài chính ngày hôm nay. Đây là bức hình của em Danny Fitzpatrick. Em có gia đình cũng thuộc loại trung lưu ở Staten Island, tiểu bang New York. Thưa quý vị, Staten Island cũng là nơi có tượng người phụ nữ cầm đuốc, vâng, nữ thần tự do. Thưa quý khán thính giả, đây là một cái tin buồn và nó gây chấn động cho cả cái khu vực Staten Island. Lý do là em năm nay mới 13 tuổi và hôm thứ năm tuần rồi em không đi học. Người chị của em có 3 người chị gái. Người chị của em về nhà thì thấy em đã treo cổ tự tử chết ở trong phòng. Sau đó thì cảnh sát tới nơi và tìm thấy một chúc thư của em để lại trong bức thư này. Em, người ta đặt ra câu hỏi là em muốn gửi bức thư này đến cho bố mẹ và nhà trường để buộc nhà trường chịu trách nhiệm. Trong suốt thời gian qua em liên tục bị bạn bè ăn hiếp trong trường. Đây là một trường học mà mang tên là Holy Angels Catholic, trường tư và công giáo. Bố mẹ em là công giáo và đưa em vào đây học. Trong bức thư thì em nói rằng là thoạt đầu đó, trong những năm học đầu tiên đó, thì em rất là vui, bạn bè rất nhiều, học được nhiều điểm, hạnh phúc lắm. Nhưng mà rồi đến năm vừa rồi đó thưa quý vị, tức là bước vào năm học 2015-2016, em trong bức thư em viết đó, là bạn thân nhất của em đó, lại quay qua trở thành kẻ ăn hiếp em nhất. Mà không chỉ một tên, tên đó kéo theo 4 tên khác để liên tục ăn hiếp em. Tại sao câu chuyện ăn hiếp của em đã trình bày với bố mẹ và mẹ bố? Trong bản tin thì chúng tôi thấy rằng ông bố đã lên trường để mà than phiền. Nhà trường hứa, ban giám hiệu và hiệu trưởng hứa với ông bố là chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề. Và thậm chí hiệu trưởng nói không sao đâu, ông yên tâm đi, con nít đó mà, nó chơi rồi. Một thời gian sau thì trường của chúng tôi chưa bao giờ gặp phải cái vấn nạn liên quan đến ăn hiếp trẻ nhỏ cả. Thế nhưng thưa quý vị, chuyện gì đã xảy ra với em Danny ngay sau đó? Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức này sau phần bảo trợ thương mại.